Giờ đâu? Vô đồ vé thôi. Rắn hổ mang nè. Rắn giờ này ngủ hết rồi. Đi. Tôi xin chụp ảnh không để gần. Để gần ấy giật. Con thì lại ốp rồi để. Bụng quá. Đi qua này thôi. Này bỏ. Bỏ. Con này người ta hay bắt ngâm rượu. Con bịp bịp. Chuột lang. Chuột lang hả? Nó biết có người tới cho nó ăn hay sao, nó bu ra. Mèo rừng. Con trùng thức ăn là con trùng, cá, ếch, nhái, chuột. Con bạc má. Đang có bầu bụng bự. Hai con nằm trên, con nằm dưới. Con này thức ăn là chuối nha. Đại bàng. Đại bàng. Nghĩa, vô đây Nghĩa. Đây là cho Thủy ăn nè. Mấy con. Nó bột. Cái này nó bột. Quen cũ nha mẹ nha. Mệt quá. Quá trời luôn, ghê không? Wow. Lắng lục đi dưới nước rồi cũng cậu vô. Lắng lục lắng nước cùm tâm. Chung với lắng nước. Trời ơi, con rắn kìa. Nãy không để ý. Nãy giờ không để ý hả? Phóng cây nguyên bầy rắn. Rồi không? Không, không sống ảo thôi kìa. Rồi bà cho biết 21 là dùng sản phẩm da trắng. Em nhìn từ xa. Đây, em cứ cho cho chú này mượn đi. Cho chú tán. Nào, mọi người hãy nhìn từ xa nào. Tú ơi. Rồi, đây chú.
Đây, nhìn có vẻ hơi tợn đấy. Đâu? Đấy, cho anh phải giơ tay này. Cái đầu là người móng. Thấy cái đầu nó mà. Cẩn thận nhìn kinh quá, về tối vợ không dám ngủ bên cạnh nữa. Này toàn mùi con chăn. Rồi, được rồi, thôi. Tú cổng chăn không? Không sao đâu. Không có cắn đâu, đâu có cắn. Mọi người ấy nè, quán là thử đi. Rồi thử ơi, rồi thử đâu cắn đâu rồi. Rồi thử ơi, không có cắn đâu. Nó được ăn no hay gì rồi, không có cắn. Đó. Thấy không? Đó. Nó đâu cắn đâu nè. Chụp con luôn đi. Đó, đứng đứng lên, đây ngồi nè, đây ngồi nè. Ngồi đây đâu sao đâu. Đâu cắn đâu. Ở đây ngồi nè, đứng đó sao thấy gì đó, ngồi xuống luôn. Ngồi chung rắn luôn. Nó đâu có chăn luôn, chăn đâu có cắn đâu. Chăn được quấn luyện hết rồi. Ngồi xuống. Xét vô. Ngồi sờ chăn đi. Sờ chăn đi, tao chụp đâu nãy giờ cô Dung quay không à. Đây không? Nè, đâu cắn đâu. Đó. Thấy không? Quẳng lên chụp mới đẹp chứ để không chụp không đẹp. Lè lử à. Thử đâu phải mồi đâu mà thử ghê. Cái lưỡi đó là nó sẽ cho qua phố giá cũng tỉnh dữ. Coi cái chỗ nào mà cái gì. Ôm chăn chụp mới đẹp. Đi tú. Cắn là cắn, cắn là cắn chú rồi, đúng không? Rắn mà cứ như dây thun nuôi nuôi vậy. Đi qua bên này coi chăng. Chăn này mới biết. Chăn này là bự nhất trong đám chắc luôn. Ừ. Nó đang nhúc nhích á. Ừ. Như con này nó mới lột da hay sao. Thấy nó bụng nó bự giống như mới ăn hay sao. Nó đang lột da, không biết đang lột da chắc nó ăn rồi. Nó lột da. Lột da. Phải phơi nắng. Trời ơi. Đây là cua đinh. Con này dữ lắm, nó cắn nó đứt tay. Quá con cua đinh vợ. Ghê. Đưa mỏ ra nè.
nó bự thiệt. Cái đó gà sao?